Hoan hỉ chào đón quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, việc tìm hiểu vận mệnh của mình hàng năm tốt, xấu là một điều tất yếu trước khi bạn thực hiện một việc gì lớn hay là hệ trọng. Việc tìm hiểu về vận mệnh của bạn sẽ cần được sự chỉ dẫn từ các chuyên gia phong thủy, tử vi để có được những kiến thức đúng đắn và tốt nhất, từ đó tìm ra các hướng để quyết định mọi việc một cách đúng đắn hơn, biến hung thành cát, đuổi dữ đón lành. Theo các chuyên gia về tử vi, số mệnh thì tùy vào từng mốc thời gian khác nhau mà mỗi người sẽ có những thời cơ vận may cần nắm bắt. Cùng với đó là những vận hạn cũng cần phải được đoán định trước để tìm cách hóa giải, tránh phạm phải sai lầm đáng tiếc. Sau khi nhờ sự tư vấn hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ tổng hợp cho anh chị về vận trình của 3 con giáp được coi là xui xẻo cũng như là 3 con giáp được coi là may mắn nhất trong 10 ngày cuối tháng 5 năm Canh Tý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 con giáp được gọi là có cát lành, may mắn tài lộc nhất trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Đầu tiên đó là tuổi Mão. Nhìn chung thì vận mệnh tử vi tháng 5 âm lịch của mệnh chủ tuổi Mão khá là ổn, sự nghiệp hanh thông, tài lộc khởi sắc, nhưng cũng có không ít khó khăn để bạn đạt được những thành tích này. Sức khỏe của bạn có vấn đề, nghiêm trọng là bệnh về tiêu hóa, cần phải hết sức cẩn trọng. 10 ngày cuối tháng 5, những gia chủ tuổi Mão cực kỳ hợp với công việc đầu tư làm ăn. Nếu có ý định làm gì thì nên tính đến chuyện kết hợp cùng ai đó, liều một chút mới thành công. Người còn đang học hành thì việc thư cử cũng dễ dàng, không quá là khó khăn với bạn dù có chút vất vả. Cần phải cố gắng nhiều mới trở thành người nổi trội trong mắt người khác. Mệnh chủ tuổi Mão dễ bị trở ngại trong công việc, tuy nhiên trên phương diện tích cực, đây có thể là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực bằng việc vượt qua thử thách. Nếu có thể khắc phục khó khăn và khẳng định mình, cơ hội tiến thân sẽ cao hơn. Với người quyết định nhảy việc tháng này, sự thay đổi môi trường được khuyến khích vì có thể mang lại cho bạn trải nghiệm thú vị. Tuy vậy thì bạn cần phải có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè. Chỉ nhờ thế bạn mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ và tạo nền móng tốt cho tương lai. Công việc nhóm càng đóng vai trò quan trọng, vì thế nên sẵn sàng tinh thần học hỏi, chia sẻ. Nhờ quý nhân phù trợ, sự nghiệp của bạn tháng này sẽ suôn sẻ hơn, các nhiệm vụ được hoàn thành. Mệnh chủ tuổi Mão dễ bị trở ngại trong công việc, tuy nhiên thì trên phương diện tích cực, đây có thể là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực bằng việc thử vượt qua thử thách. Nếu có thể khắc phục khó khăn và khẳng định mình, cơ hội tiến thân sẽ cao hơn. Với người quyết định nhảy việc tháng này thì sự thay đổi môi trường được khuyến khích vì có thể mang lại cho bạn trải nghiệm thú vị. Tuy vậy thì bạn cần phải có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè. Chỉ nhờ thế mà bạn mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ và tạo nền móng tốt cho tương lai. Công việc nhóm thì càng đóng vai trò quan trọng, vì thế mà nên sẵn sàng tinh thần học hỏi, chia sẻ. Nhờ quý nhân phù trợ, sự nghiệp của bạn tháng này sẽ suôn sẻ hơn, các nhiệm vụ được hoàn thành. Những gia chủ tuổi Mão thân mến, bạn đừng đặt mục tiêu về kinh tế quá lớn xa vời với kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công thì cần xây dựng nên trong một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Bước sang 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Mão nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân gỗ hết lòng hợi, Mão, Mùi, các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Hợi là con giáp được xếp cuối cùng trong bảng 12 con giáp, nên Hợi mang tính cách kiên nhẫn, chịu khó vì phải chờ đợi đến lượt mình. Tuổi Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng, họ luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Trong căn mắt của mọi người xung quanh, tuổi Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng, không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy mà tuổi Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, người tuổi Hợi gặp nhiều chuyện rối ren, tuy nhiên thì mọi việc đều giải quyết êm đẹp. Trong công việc thì có sao Nguyệt Đức cao chiếu mệnh nên được quý nhân giúp đỡ. Bước sang 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh sự nghiệp tài lộc, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành.
trong năm Canh Tý 2020 thì tuổi Hợi có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhờ được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên thì bản mệnh dễ vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh thị phi, khả năng cạnh tranh không mạnh nên khó chiếm được ưu thế trong công việc, dễ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Thêm vào đó thì tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh để phá rối nên bản mệnh khó đạt được bước tiến trong sự nghiệp, cơ hội thăng chức tăng lương gần như là nằm ngoài tầm với. Lời khuyên cho con giáp này là không nên hành động theo cảm tính, không nên làm việc chỉ theo hứng thú nhất thời hoặc làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân, nên giữ lý trí, suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Trong các mối quan hệ thì cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân, biết cách hành xử khéo léo khiêm tốn để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Để giúp cho các gia chủ hóa giải được thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, quý anh chị cần mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh đón thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng Minh Quang Pháp Bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tiến đến 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, người tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến tích cực trong đường tình duyên, sức khỏe trong tháng khá tốt. Dần dương mộc gặp nhâm dương thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong những ngày này thì gia chủ tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như tài lộc. Với những người theo đường quan vận thì sẽ hanh thông. Cần chú ý các mối quan hệ xung quanh mình để tránh trường hợp có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng đến công việc sự nghiệp. Khi gặp phải cần bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề. Tử vi của 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch của tuổi Dần thì nguyệt lệnh nằm ngay đất bệnh cho thấy con giáp này đang cảm thấy cô đơn, trống trải về mặt tình cảm, dễ khiến cho tinh thần sa sút, không tập trung để làm tốt được việc gì. Con giáp này dễ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý kiến chủ quan của mình. Có thể bạn sẽ không nhận ra được điều ấy ngay đâu, sự mù quáng chảy mắt, thậm chí còn khiến cho những chú hổ đi mãi trên con đường sai trái. Còn về mặt sức khỏe thì tuổi Dần cần chú ý bổ dưỡng cơ thể nhiều hơn, đặc biệt nên tìm cách để giải tỏa căng thẳng tinh thần. Nếu chính bạn không biết thoát ra khỏi áp lực vô hình thì có lẽ chẳng ai có thể giúp được bạn. Về sự nghiệp của tuổi Dần, trong 10 ngày cuối tháng 5, công việc của tuổi Dần không được tốt cho lắm. Cả sức khỏe, thể chất và tinh thần của bạn đều không được tốt, khiến cho hiệu quả làm việc sụt giảm rõ rệt. Con giáp này bị ảnh hưởng của sao bệnh, bảo thủ, không chịu lắng nghe lời khuyên can của bất cứ ai mà việc mình làm, sai lầm ngày càng nhiều, khó có thể sửa chữa được. Hậu quả không ai khác, đó chính là bạn là người phải gánh chịu. Những chú hổ dễ làm việc theo cảm tính, chỉ cho mình là đúng, bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nên khó có thể tỉnh táo sáng suốt như bình thường. Phong độ thì giảm sút, khó đạt được mục tiêu đề ra. Khả năng phối hợp làm việc cùng đồng nghiệp của tuổi Dần trong tháng này cũng khá là kém. Khi làm việc một mình, bạn tự quyết tất cả nên không quen với việc phải thống nhất ý kiến với người khác, dễ gây thất vọng. Trong 10 ngày cuối tháng 5 này, những chú hổ chưa tìm được bước đột phá đáng kể nào trong vấn đề tài lộc. Bản mệnh đắm chìm trong biển tình cũng không mấy quan tâm đến việc trong túi mình còn bao nhiêu tiền. Để con đường công danh may mắn thuận lợi hơn, quý anh chị hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh, kích con đường công danh tài lộc của gia chủ tuổi Dần. Quý vị và các bạn đừng rời màn hình nhỏ của mình nhé. Hãy cùng tôi tiếp tục đi tìm hiểu về ba con giáp xui xẻo nhất trong 10 ngày cuối tháng này. Đầu tiên, đó là gia chủ tuổi Sửu. Vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch thì tuổi Sửu sẽ có nhiều tin vui về tình cảm, song thì đỏ tình đen bạc, bản mệnh có thể bị hao hụt không ít tiền của, còn có thể lâm vào tình trạng túng thiếu. Sửu âm thổ trong thời gian này sẽ gặp thất sát nên các gia chủ tuổi Sửu cần chú ý đến việc học hành công danh nhiều hơn. Do gặp phải thất sát nên tính cách sẽ theo xu hướng bốc đồng, hiếu thắng, làm việc tùy hứng. Nên tử vi năm 2020 cho thấy bước vào giai đoạn này sẽ là thời điểm tuổi Sửu dễ gặp phải nhiều chuyện không được như ý, vận trình khá ảm đạm so với các khoảng thời gian khác. Cục diện tương hệ cho thấy sự bất ổn trong chính cảm xúc của con giáp này, chưa kiểm soát được tình hình, không tự tin để bày tỏ tình cảm, có thể vì thế mà hụt mất nhiều cơ hội để đi đến với tình yêu.
thiên hình hung tinh còn nhắc nhở con giáp này hãy nhớ mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu, nhất là trong công việc. Sự sao lãng, thiếu tập trung có thể khiến cho bạn phải trả giá đắt khi liên tiếp mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Cùng với đó, thất sát chính là chủ về tốc sát, tức là nghiêm hình và có sát khí, cảnh báo những chú trâu cần phải chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn, chớ nên suy nghĩ quá nhiều và suy nhược cơ thể, mất ăn mất ngủ. Trong tháng thì bạn cũng có thể tốn kém một khoản cho chi phí khám chữa bệnh. Đặc biệt là trong 10 ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý ngày âm lịch 25 tháng 5, tức 15 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là ngày đại kỵ với mệnh chủ tuổi Quý Sửu 1973 và mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Vào ngày này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập đến. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Sửu không nên tiến hành công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Bản mệnh cần phải mang bên mình minh quang pháp bảo để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó mở rộng công danh, hỗ trợ hành mạnh cho gia chủ. Tuổi Tý, 10 ngày cuối tháng 5 này, tử vi của tuổi Tý báo hiệu về sự biến động cực kỳ lớn trong vận trình tình cảm và công danh sự nghiệp. Tổng thể vận trình của 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch thì càng xuống dốc. Tý dương thủy gặp quý âm thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong 10 ngày của tháng 5 âm lịch này, các gia chủ tuổi Tý cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra thì cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn đến bạo bệnh. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này nếu đứng trên công vị lãnh đạo hay là người đưa ra quyết định thì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy răng ra từ trước. Hành động bốc đồng, thiếu sự cẩn trọng dẫn đến hậu quả khôn lường, không chỉ lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng mà còn có thể đẩy cả tập thể vào thế hiểm nghèo. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm, tuổi Tý sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong công việc. Con giáp này dễ mắc phải sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng trong khi cần phải bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ cần một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, đang ở đâu và cần phải làm gì. Tử vi của 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch thì tuổi Tý khó mà có được những điều mình mong muốn, cả tình duyên, tài lộc đều phải trải qua giai đoạn khá là khó khăn. Con giáp này có thể sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn với người thân của mình, đó là còn chưa kể đến việc bạn dễ nóng nảy, khiến cho xung đột với người ngoài cũng chẳng hề ít, các mối quan hệ ngoại giao thì không được tốt lắm. Điềm báo tử vi cũng cho thấy những chú chuột gặp phải đại hao nên tiền bạc trong túi cứ thế mà không cánh mà bay. Nhất là khi mà con giáp này chẳng hề có tư tưởng tiết kiệm, kiếm được đồng nào thì xài ngay đồng ấy. Đặc biệt trong 10 ngày này, mệnh chủ cần chú ý hết sức ngày âm lịch 24 tháng 5, tức 14 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Nhâm Tý 1972 và mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Vào ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập đến. Tuyệt đối là không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tý thì không nên tiến hành công việc quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Và để kết quả sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, sự vững tâm để phấn đấu đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Tuổi Tuất, tử vi của tuổi Tuất trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Lĩnh vực tình cảm tuổi tuổi này thì có dấu hiệu khởi sắc nhưng sự nghiệp lại khá là bình bình. Nhâm dương thủy gặp tuất dương thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc, đại diện cho mọi việc không thuận lợi. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, đối với các gia chủ tuổi tuất sẽ có những khó khăn trong cuộc sống và việc học hành. Điểm nổi bật trong tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, tuổi Tuất chính là sự nghiệp thăng tiến không ngừng, đạt nhiều thành tựu đáng để sau thời gian khó khăn liên tiếp.
Bước qua 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất thăng tiến không ngừng khi mà nguyệt lệnh lâm đất quan đới. Con giáp này sẽ biết cách phát huy năng lực của mình, không hoài phí cơ hội đang đến. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều may mắn hơn. Thực chất là do bản mệnh có sự căn cơ tính toán, nhìn ra trông rộng nên thu được tiền về tay có phần nhanh chóng hơn người khác. Có điều, bạch hổ hung tinh nhập mệnh cho thấy, con giáp này có thể gặp phải vài rắc rối về sức khỏe, cẩn thận bị người khác hãm hại hoặc bản thân gặp tai nạn do thiếu cẩn trọng. Chuyện tình cảm thì có phần thăng trầm bất ổn do con giáp này sống quá là cảm xúc. Đặt nặng chuyện tình cảm nên khi không suy nghĩ được tỉnh táo sáng suốt dẫn đến đi theo con đường sai lầm, thậm chí là bị lừa gạt về tình cảm. Đặc biệt là trong 10 ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý ngày âm lịch 22 tháng 5, tức 12 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ Nhâm Tuất 1982 và mệnh chủ Canh Tuất 1970. Vào ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đâu ập đến. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tuất thì không nên tiến hành những công việc trọng đại vào thời gian này là tốt nhất. Nếu cần tiến hành, phải tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để thuận lợi hơn trong sự nghiệp và cuộc sống, quý gia chủ tuổi Tuất nên mang bên mình Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang bên mình, sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tử vi 3 con giáp sẽ gặp phải đại hạn trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.